Ở video thực tế lần này, các vị khách hàng từ Phú Yên đã trực tiếp đến xưởng sản xuất của công ty Bình Minh thanh toán và nhận bàn giao máy băm cỏ 4T. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại Ngọc Nga đang có mặt tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, có địa chỉ tại khu công nghiệp Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, để cùng với quý vị theo dõi quá trình bàn giao máy băm cỏ 4T cho khách hàng đến từ Phú Yên. Và quá trình bàn giao sẽ diễn ra như thế nào, có làm hài lòng vị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay không? Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy nán lại một vài phút để cùng với Ngọc Nga theo dõi quá trình này. Xin mời ạ. Trong lúc các vị khách hàng của chúng ta đang thanh toán nốt số tiền còn lại để nhận bàn giao máy băm cỏ 4T, bên tổ kỹ thuật viên đã chuẩn bị xong máy và đang di chuyển máy ra khu vực thử máy. Và bên công ty đã chuẩn bị nguyên liệu cỏ voi để chạy thử với máy lần này. Vâng, và các vị khách hàng của chúng ta đã tiến vào khu vực thử máy, máy sẽ chạy thử ngay bây giờ. Biết đến công ty Bình Minh thông qua việc xem các video clip trên YouTube, khách hàng của chúng ta đã liên lạc với công ty để mua dòng máy băm cỏ 4T có năng suất từ 2 đến 4 tấn để phục vụ cho trang trại vật nuôi nhà mình. Nhân viên bán hàng đã giới thiệu cho anh các dòng máy băm cỏ của công ty, nhưng vị khách hàng của chúng ta cảm thấy rất ưng ý về dòng máy băm cỏ 4T từ kiểu dáng hiện đại cho đến khung máy được thiết kế vô cùng chắc chắn, giúp cho máy vận hành không bị rung lắc. Buồng làm việc được khóa chặt nhờ hai khóa siết nằm bên máy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cùng bộ phận bấm xe và tay đẩy hỗ trợ tối đa cho việc di chuyển của máy. Máy có chức năng băm nhỏ các loại nguyên liệu như cỏ voi, thân cây ngô, cỏ xả, ngọn mía, cà gai leo, rơm, dạ, số lượng lớn trong khoảng thời gian nhanh chóng, phục vụ cho các vật nuôi, trâu, bò, ngựa, hươu, nai, dê, giúp khách hàng đã có thể chủ động hơn trong việc tạo nguồn thức ăn dinh dưỡng và phong phú cho vật nuôi. Khách hàng với nhu cầu tự thiết kế lắp đặt băng tải theo ý muốn của mình, công ty đã chế tạo máy băm cỏ 4T không có băng tải để bàn giao cho vị khách hàng của chúng ta. Máy băm cỏ 4T được lắp đặt động cơ điện cùng công suất 7,5 kW đến 11 kW với tốc độ 1.450 vòng trên 1 phút. Sử dụng nguồn điện 3 pha ổn định, khỏe khoắn, động cơ sẽ chuyển động đến hệ thống băm nghiền. Với dòng máy băm cỏ 4T này, sau khi khách hàng lắp đặt băng tải, chỉ cần đặt nguyên liệu lên hệ thống băm truyền, bộ lô quấn sẽ tự động kẹp kéo nguyên liệu vào buồng băm. Tại đây, bộ dạ băm và vố đập băm nhỏ nguyên liệu đẩy ra ngoài cửa xả. Khi đã băm nhỏ, thành phẩm sẽ đẩy ra ngoài cửa xả kiểu ống. Tương tự với các dòng máy băm cỏ công suất lớn khác của công ty, máy băm cỏ 4T có phần cửa xả khá cao, cùng nắp cửa xả điều chỉnh lượng thành phẩm xả ra ngoài gần xa từ 1 đến 3 mét hoặc phun thẳng trực tiếp vào thùng chứa một cách thuận tiện. Vị khách hàng của chúng ta rất ấn tượng về tốc độ băm nguyên liệu của máy siêu nhanh. Chỉ cần đưa nguyên liệu vào toa nạp, vài giây sau đã ra thành phẩm băm nhỏ. Và thành phẩm cỏ sau khi băm có kích thước từ 1 đến 3cm tùy vào từng loại nguyên liệu khác nhau. Với năng suất từ 2 đến 4 tấn trên 1 giờ, rất phù hợp sử dụng với trang trại của vị khách hàng ngày hôm nay, giúp anh tăng cao hiệu quả chăn nuôi, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lượng nhân công lao động đáng kể. Và một ưu điểm nổi bật của máy khiến các khách hàng của chúng ta ưa thích máy băm cỏ 4T đó chính là hộp số điều chỉnh tốc độ lô quấn, giúp quý vị điều chỉnh tốc độ quấn nguyên liệu nhanh hay chậm cho ra thành phẩm to nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Và trên tay Ngọc Nga đây chính là thành phẩm cỏ voi được băm nhỏ, có kích thước từ 1 đến 3cm, có thể cho vật nuôi ăn ngay hoặc đem đi ủ chua để dự trữ thức ăn cho vật nuôi vào mùa khan hiếm cỏ. Và ngay bây giờ, kỹ thuật viên đang mở buồng làm việc cho các khách hàng quan sát. Buồng làm việc của máy gồm 3 dao băm chính sắc bén cùng 12 búa đập và các cánh đà lớn để thành phẩm nhanh chóng phun ra cửa xả trên. Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí nhân công, chỉ cần một nhân công duy nhất đã có thể vận hành máy một cách dễ dàng và liên tục đưa nguyên liệu vào buồng băm. Tất cả đã khiến máy băm cỏ 4T trở thành một sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Vâng, và quá trình chạy thử máy của chúng ta đến đây là kết thúc. Máy ngay bây giờ sẽ được nhân viên kỹ thuật vệ sinh sạch sẽ để một lát nữa bên Bưu cục Việt Nam sẽ đến nhận máy và chuyển máy đến cho khách hàng ở Phú Yên. Trong suốt quá trình chạy thử máy và bàn giao máy, nhân viên kỹ thuật cùng với nhân viên bán hàng đã phối hợp để hướng dẫn cho khách hàng của chúng ta cách sử dụng máy.
Và với thành phẩm cỏ voi được băm nhỏ này, vị khách hàng của chúng ta đã rất hài lòng. Vâng, thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất. Trực tiếp thay lời cảm ơn của công ty gửi tặng tới quý vị trong suốt quá trình đồng hành phát triển và tin tưởng sử dụng các sản phẩm của công ty. Đến với công ty Bình Minh, quý khách hàng sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình nhất, chuyên nghiệp nhất, được mua máy móc tân tiến nhất với giá thành rẻ nhất trên thị trường. Tất cả đều có ở Bình Minh. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không đến với công ty Bình Minh để mua sắm, sở hữu ngay cho mình những sản phẩm tân tiến nhất. Và buổi quay video của chúng ta đến đây là kết thúc. Ngọc Nga xin chúc quý vị chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.